mọi người, bột rửa mặt nhân sâm của MV Skin có hiệu quả như thế nào cho làn da của chị em, kể cả trong quá trình tái tạo và sau khi tái tạo. Bột rửa mặt nhân sâm của MV Skin trước tiên hết là thành phần 100% từ nhân sâm và nhị hoa nghệ Tây, là thành phần rất là thiên nhiên và tinh chất rất là dịu nhẹ, rất là lành tính cho tất cả các làn da, đặc biệt là những chị em bị mụn, những chị em bị cái vấn đề da nhạy cảm chắc chắn sẽ cần nên có một cái sản phẩm rửa mặt nhân sâm này của MV Skin. Và đặc biệt hơn là trong quá trình tái tạo da, nếu như chị em dùng kèm theo bột rửa mặt nhân sâm thì chúng ta sẽ có thể rút ngắn được thời gian tái tạo. Tại vì khi mà rửa mặt với sản phẩm bột rửa mặt nhân sâm này thì làn da của chị em sẽ được làm sạch những cái bụi bẩn mồ hôi mà trong quá trình ban ngày mình đã tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, và kèm theo đó khi mà da của mình được sạch rồi, mình thoa sâm, sâm sẽ thẩm thấu rất là nhanh vào trong da của mình. Và đặc biệt thành phần ở trong đây với cơ chế là làm sạch các lớp trên bề mặt da, đánh bay bụi bẩn mồ hôi, và kèm theo đó là đây là bột rửa mặt, cho nên thành ra nó sẽ có một cái những cái hạt massage dịu nhẹ sẽ lấy đi tế bào xương chết cho mình một cách rất là nhẹ nhàng và hiệu quả, là mang cái tính chất làm sạch da nhưng mà rất an toàn cho cái làn da của mình. Và thêm một cái điểm rất là lưu ý với chị em là khi mà mình tái tạo da, sản phẩm bột rửa mặt nhân sâm này ngoài cái việc làm sạch da, nó cũng giúp cho cái làn da của mình lấy đi tế bào bong chóc rất là nhanh. Nó chị em ơi, sở hữu một cái bột rửa mặt nhân sâm này rất là tuyệt vời, tại vì giá thành rất là phải chăng nhưng là hiệu quả đem lại rất là tuyệt vời cho tất cả các chị em luôn. Một bột rửa mặt này chỉ có 459.000 thôi, là 100g, chị em dùng được rất là lâu, và chị em có thể dùng trong lúc tái tạo kèm theo. Sau khi mình tái tạo xong, mình vẫn có thể sử dụng cái máy để thay bước rửa mặt cho mình mỗi ngày sáng và tối. Mọi chi tiết hãy inbox cho Xuyên để Xuyên có thể tư vấn cho chị em được cặn kẽ hơn nha. Cảm ơn chị em rất là nhiều.